Chiều nay mưa gió rì rầm, một mình lẻ loi âm thầm nhớ ai. Cứ đếm từ 1 đến 2, đếm hoài đếm mãi chẳng ai nhớ mình. Bỗng dưng tim đập thình thình, một dòng tin nhắn làm mình ngẩn ngơ. Sự thật hay đang là mơ? Điện thoại thông báo thuê bao hết tiền. Cậu sao vậy? Tớ buồn quá luôn ạ. Bạn gái tớ đòi chia tay vì tớ quá nghèo. Đã là đàn ông thì phải có chí khí chứ. Cô ta chê cậu nghèo thì cậu càng phải chăm chỉ làm việc. Sau này có nhiều tiền rồi, khi tớ có nhiều tiền, cô ấy sẽ quay lại với tớ chứ. Không phải, ý tớ là sau này có nhiều tiền rồi thì cô ấy cưới, cậu có thể mừng phong bì dày một chút. Anh muốn sinh hai đứa, như vậy là vừa đẹp. Hai đứa ít quá, em muốn có ba đứa cho vui cửa vui nhà. Không, anh chỉ sinh hai đứa thôi. Sau khi sinh xong hai đứa, anh sẽ đi kế hoạch. Được thôi, thế thì em hy vọng. Em hy vọng cái gì? Anh sẽ đối xử tốt với đứa thứ ba, giống như con ruột của mình. Đêm nay không rượu cũng không hoa, chỉ có bia lon với thịt gà. Ngồi ngắm trăng sao cùng gái đẹp, ta ngồi hôn gái, gái hôn ta. Bố ơi, phân chia giai cấp là gì hả bố? Lấy nhà mình làm ví dụ nhé. Bố kiếm ra tiền thì bố là giai cấp tư bản, mẹ lãnh đạo thì mẹ là chính quyền, con là nhân dân, còn em con là tương lai, cô giúp việc nhà mình là giai cấp lao động. Vợ anh ngủ rồi. Thế nào, hôm qua bố giải thích như thế, con đã hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi. Giai cấp tư bản thì đè đầu cơ cổ giai cấp lao động trong lúc chính quyền đang ngủ say. Tương lai thì ngập trong phân, còn nhân dân thì bất lực ạ. Anh đi, anh nhớ quê nhà. Nhớ cô em nhỏ gần nhà tắm sông. Nhớ cô em chửa có chồng, xuống sông em tắm mà không mặc gì. Mình sửa nhà em. Dạ, em lột trước đi. Thôi, anh lột trước đi. Thôi, hai mình cùng lột nha em. Dạ. Ý, con của em chảy nước kìa. Húp giùm em đi anh. Ừ, cứ để anh. Ngon không anh? Ngon lắm em à. Sao con anh lông nhiều thế? Con anh bự mà em. Chắc con em nhỏ nên ít lông hơn. Ừ, con ít lông mới ngon em.
dễ xử. Thôi, mình xử đi anh. Ừ, anh nhịn hết nổi rồi, khó chịu quá. À, mà khoan đã anh. Gì nữa em? Để em đi lấy rau răm. Ăn trứng vịt lộn, không có rau răm thì không ngon đâu anh. Mẹ ơi, hôm nay con kiếm được 20.000 đồng nhé. À, đâu ra thế con? Anh Nô, đố con trèo lên cây. Mỗi lần anh cho con 1.000 đồng. Mày bị nó lừa rồi. Nó làm thế để nhìn quân ship của mày đấy. Con biết rồi. Con đâu phải đứa ngu. Cho nên hôm nay con đâu có mặc quân ship. Cách đây 6 năm, ông bảo tôi sẽ có chồng và 6 con, đúng vậy không? À ờ, lá số của cô nói lên như vậy mà. Đúng, là tôi đã có 6 đứa con. Nhưng cho tôi hỏi ông, phải cho tới bao giờ tôi mới có chồng đây? Mon à, tớ quyết định hiến thân cho y học. Cái gì? Cậu bị điên à? Không muốn sống nữa sao? Tớ chỉ muốn làm một bác sĩ thôi mà. Robita! Dạ thưa thầy, em hãy cho thầy biết ai là người làm thay đổi bộ mặt lịch sử Việt Nam trong giai đoạn Trịnh Nguyễn suy vong. Dạ, là nhà viết sử ạ. Mày ở nhà nhớ quét nhà, hót cứt gà, nấu cơm cho bố nghe chưa? Vâng ạ. Ờ, ngoan lắm. Đến chiều bố bà. Con trai, nấu cơm cho con. Dạ, rồi ạ. Đâu, để bố xem nào. Ôi, sao mày nấu cơm thối thế này? Thì bố bảo con ở nhà quét nhà, hót cứt gà, nấu cơm mà. Biết thế, tôi thà lấy quỷ còn hơn lấy cô. Luật hôn nhân và gia đình không cho phép họ hàng lấy nhau đâu. Cháu, chào ông nội ạ. Chào cháu. Ông ơi, đồ ngoại và đồ nội, đồ nào tốt hơn ạ? Tất nhiên là đồ ngoại rồi cháu. Mẹ ơi, mai bảo ông ngoại đi họp cho con nhé. Sao lại ngoại? Vì đồ ngoại tốt hơn đồ nội mà. Anh yêu, khi em thất nghiệp, anh đã ở bên em. Khi nhà em cháy, anh cũng ở bên em. Và bây giờ em đang bệnh, anh cũng ở cạnh em. Anh có biết em đang nghĩ gì không? Biết gì em? Ở gần anh, em xui quá. Hát đù. Em ơi, có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì là tiếng gì? Có nghe thấy gì đâu? Thế thì cậu sắp ngửi ra rồi đấy. Con trai, mua cho bố chai nước ngọt Pepsi hay Coca? Coca. Thường hay cao cấp? Thường. Chai hay non? Chai. Lớn hay nhỏ? Thôi, cứ mua tao chai nước là được. Khoáng hay tinh khiết? Khoáng. Lạnh hay nóng?
chổi đập chết mày bây giờ. Lông gà hay chổi cha?